Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Xính tử trạng. Trời không phải chứ, chỉ là tham gia thi vòng 2 thôi. Không đến mức phải ký cái like chứ. Cần giữ cái mạng nhỏ, nhìn thấy là sợ rồi. Ơi thầy hiệu trưởng, hay là em bỏ thi? Bỏ thi, không kịp nữa rồi. Cô Linh Lang Vũ đã thấy cậu và điểm danh cậu đến. Nếu cậu không đi là kháng lệnh. Cậu chỉ là một người dân nhỏ bé, chống lại lệnh của thuần huyết. Cậu đã nghĩ đến hậu quả rồi chứ? Hậu quả? Cái này nghiêm trọng vậy sao? Ơi Vương Triết, rốt cuộc cậu có giả vờ cái gì? Cứ chống lại mãi, ông đây thấy ngứa mắt cậu từ lâu rồi đấy. Không muốn thi thì đừng đi. Chống lại mệnh lệnh, cùng lắm là chỉ bị tịch, là chỉ tị. Chỉ là tịch biên 3 đời, đày vào doanh trại tiên phong của quân đội mà thôi. Chỉ sợ ghen nhà cậu yếu, ngay cả tư cách đi quân đội cũng không có. Vậy chỉ có thể đi khổ nào cả đời ở nhà máy dưới lòng đất mà thôi. Quân đội khổ nào, tịch biên 3 đời. Có thể vào vòng 2 chính là cơ hội, có thể có được cơ hội trở thành người thân. Người thân thuộc thật sự quá ít rồi. Có một số người còn là màu không muốn đi. Chúng ta lại chen chúc nhau đến mẻ đâu. Ơi hiệu trưởng, em ký tên rồi. Vương Triết, có bản lĩnh thì đừng đến. Đến rồi thì đấu chính diện một trận đi. Cậu không muốn trở thành người thân thuộc như vậy, để thua không phải là được hay sao? Chỉ là nếu mà thua xác suất cao là phải chết. Bố con ký tên sao? Văn Sương, con muốn làm người thân thuộc. Con không biết, sức khỏe con yếu, không có sức chiến đấu. Bố, con cũng không muốn đi. Không kịp nữa, bố. Hiệu trưởng, chú Văn, cháu không hiểu, thật sự là nguy hiểm vậy sao? Nếu nguy hiểm như vậy, tại sao vẫn còn nhiều người muốn xông vào như vậy? Bọn họ không cần mạng nữa sao? Chú vốn cho rằng Linh Lang Vũ chỉ chợt có hứng thú mà thôi. Muốn chọn cũng không đến lượt con trai của chú, ai mà biết được. Ôi thôi, bố nói với hai đứa vậy. Người thân thuộc của ma cà rồng là biểu tượng cho quang vinh. Không phải là địa vị dân thường có thể ngang hàng được. Người thân thuộc của quý tộc thuần huyết càng cao quý hơn. Lấy một ví dụ trực quan nhất đi. Ma cà rồng có quyền điều phối nguồn tiền. Quân đội của cơ cấu thị chính, của con người, càng có thể thành lập quân đội riêng, xây dựng phủ của mình. Mà người thân thuộc là người phát ngôn của ma cà rồng. Một người muốn chống đối với cơ cấu quốc gia thế nào cơ chứ? Quân đội riêng, điều phối, cái này được luôn sao? Đây không phải là chúa địa phương hay sao? Chúa địa phương, cháu lớn từng này rồi mà còn không biết chính quyền thế giới là do 7 hoàng triều lớn kiểm soát hay sao? Dưới hoàng triều, mức độ mạnh yếu của bản thân ma cà rồng, quyền nợ phân đất phong hầu tương ứng với quyền lực. Quý tộc thuần huyết hôm nay, cháu muốn chống lại là một thành viên ở trong hoàng triều, càng là con gái của ma tước Tề Ngọc, một người nắm quyền có quyền lực thực tế ở tỉnh chúng ta. Giờ cháu hiểu rồi chứ? Thì ra là vậy. Thế giới này thay đổi hoàn toàn rồi, nhưng mình chỉ muốn học hành đàng hoàng, cố gắng làm việc, trải qua những ngày tháng đơn giản cùng với vợ con, chăm sóc sức khỏe của bố mà thôi. Những thứ này không liên quan đến mình. Nếu đã không cách nào từ chối, tối nay trực tiếp nhận thua là được. Bỏ cuộc sớm về nhà ngủ. Không thể trực tiếp nhận thua đâu. Sao ạ? Cô Ninh Lang Vũ muốn xem biểu diễn. Cô ấy muốn xem là phải xem cho bằng được. Làm cô ấy mất hứng, nghĩa nào sẽ có kết quả tốt hay sao? Cháu hiểu rồi, đến lúc đó cháu và Văn Sương đều phải cố gắng thể hiện thất bại ở giây phút cuối cùng mới có thể bảo toàn mạng sống. Đúng vậy. Bố biết nội dung thi vòng 2 thế nào hay không? Nếu là thi toán lý hóa, con thấy mình vẫn ổn. Con không có sở trường đánh nhau. Không biết đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nay quý tộc ma cà rồng mới ra mặt chọn người thân thuộc ở trong biển người.
Mấy hôm nay cô ấy đi nhiều nơi lắm, có thể sẽ có những người khác thi chung nữa. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến thôi. Vương Triết, lúc nãy cháu biểu hiện chút sức chiến đấu. Nếu cháu có thể đưa con chú Bình An trở về, chú biếu hết tiền tích góp nhà họ Văn có được. Chú Văn, bản thân cháu còn khó bảo đảm được rồi. Nói chứ chẳng phải cháu nghe thấy. Ý chú là, nói cũng muốn Văn Sương trở thành người thân thuộc hay sao? Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Cháu cảm thấy khó chịu khi bị người khác quản lý. Vậy tại sao cháu lại không muốn làm? Sau khi trở thành người thân thuộc, trên đời này không còn cháu nữa. Ý là sao thế ạ? Mọi tính cách, tình cảm và ký ức của cháu đều trở thành mây khói ngày hôm qua, giống như bi kịch ngăn lại vậy, không thể nào trở lại nữa. Từ đó, trong lão cháu chỉ có một thứ, chủ nhân. Nghe lệnh của chủ nhân, sống vì chủ nhân. Đều có thể bỏ rơi hay là giết bạn, người thân ngay trước. Đây quần là người hay sao? Người thân thuộc, cháu tuyệt đối không trở thành người thân thuộc. Mình là Vương Triết, muốn thừa kế tiệm cắt tóc của bố mình. Mình không thèm biến thành người thân thuộc quái quỷ gì đó. Mình tên là Vương Triết, là một người xuyên không bình thường. Vốn cho rằng thế giới sau khi xuyên không vẫn như cũ, không ngờ lại trở thành thế giới mới mà Ma Cà Rồng làm chủ. Mình chỉ muốn học hành cho tốt, để dành chút tiền cho bố chữa bệnh. Cuộc sống bình thường, nhưng tại sao? Mọi chuyện này. Nhóc, có thể bắt đầu ban ơn rồi chứ? Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này chứ? Ngây người như phỗng. Chết chết bé bỏng. Tôi đã chờ không nổi nữa rồi. Giờ bắt đầu đi. Không, chờ đã. Đừng, dừng tay. Cứu mạng với. Sớm biết sẽ rơi vào tình trạng này lúc đó, chi bằng chết ở đó đi. Cái gọi là thi vòng 2. Hoan nghênh đến với địa điểm thi vòng 2 của cuộc thi tuyển người thân thuộc của cô Linh Nang Vũ. Tôi là quản gia. Nơi này tổng cộng có 58 thí sinh, nhưng chỉ có 20 người có thể tiến vào phòng của cô Linh Nang Vũ tham dự vòng so tài phía sau. Mỗi một người có thể tiến vào đây đều là nhân tài, mong các bạn có thể dốc hết sức thi đấu, mang lại màn biểu diễn đặc sắc cho cô Linh Nang Vũ. Nhiều người quá. Vòng 2 là ít nhất chia làm 2-3 vòng. Theo tôi biết, cô Linh Lang Vũ thích đủ loại trò. Chỉ có một vòng không thỏa mãn được cô ấy. Cho nên ít nhất là phải qua được ải thứ nhất. Nếu không cũng sẽ bị xử lý như là rác rưởi. Nhất định là phải qua ải thứ nhất. Trong 58 người này chỉ có 20 người có thể lên cấp. Xác suất thông qua không đến một nửa. Ơi đại nhân, rốt cuộc chúng tôi phải so tài về cái gì? Xin bắt đầu nhanh đi, tôi đã không thể nào chờ đến có thể được gặp cô Linh Lang Vũ nữa rồi. Tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng vậy, cô Linh Lang Vũ đang chờ tôi. Bắt đầu đi, mau bắt đầu đi. Trên thực tế, vòng thứ hai đã bắt đầu vào giây phút khi các bạn bước vào trang viên rồi. Người mới vừa rồi, được cho phép đã lên tiếng. Ồn ào, loại hết. Gì cơ? Điều thứ nhất khi trở thành người thân thuộc chính là cần hiểu chuyện phục tùng tuyệt đối. Thân là người hầu, chưa được chủ nhân cho phép mà đã tự ý lên tiếng chính là bất kính. Có ý kiến? Không, không dám. Lúc này có bao nhiêu người lên tiếng? 32 người, nhiều như vậy ư? Có vài người không phải lúc lễ hồn nào mà là từ sau khi bước vào trang viên thì đã thầm đối thoại. Thì ra là vậy. Nhưng con số này cũng nhiều quá rồi. Món chính còn chưa lên thì chỉ còn lại 26 người. Vậy không phải tiếp theo chỉ có 6 người bị loại thôi sao? Thú vị của cô Linh Mạng Lang Vũ sẽ bị giảm bớt đó. Thế này đi, 5 người trong số 32 người.
bị leo tên lúc nãy có thể tham gia vòng sinh, có thể tham gia vòng hồi sinh. Chỉ cần chiến thắng thì sẽ không bị loại trực tiếp. Vòng hồi sinh tốt quá rồi, vẫn còn cơ hội. Không thể lên tiếng, phải nhịn. Tốt lắm. Nội dung vòng hồi sinh là đánh nhau không có giới hạn. Chỉ cần không rời khỏi phạm vi vòng tròn này, khiến người xung quanh ngã xuống, cho đến khi chỉ còn 5 người mới thôi. Dễ lắm phải không? Giờ có thể tự do trao đổi rồi. Cái này, đây không phải là tàn sát lẫn nhau hay sao? May mà mình và Văn Sương đều không dám mở miệng nói bừa, nếu không đã trực tiếp toi đời rồi. Nhiều người như vậy, mỗi người một đấm cũng không chịu nổi. Nhìn xem, trong 32 người chỉ có 5 người có thể vào vòng kế tiếp. Đánh từ người cho dù là thắng, Anna cũng không có sức tham gia cuộc so tài phía sau nữa. Cho nên đây mới là cách nhanh và đơn giản nhất. Không muốn chết thì đừng qua đây. Tôi nhất định là phải làm một trong 5 người cuối cùng, hiểu hay không? Qua một người, tôi giết một người. Mẹ nó, tên này điên rồi. Vậy là giết người rồi, lại mang cả dao bên người. Kiêu ngạo gì chứ? Làm như chỉ có cậu mang theo đồ nghề vậy. Thì đều không phải là đèn cạn dầu, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Đánh bị thương, đánh ngã thì có gì hay chứ? Cô Ninh Nang Vũ cần tiết mục buồn tẻ như vậy hay sao? Là người thân thuộc của ma cà rồng, đầu tiên là phải có thể nhìn được máu. Đúng vậy. Cô Ninh Nang Vũ, hãy dùng máu tươi để khởi động cao trào nguyên thủy nhất đi. Trận chiến hồi sinh. 5 người chiến thắng. Thật ra là không còn người nào còn sống nữa rồi. Hừm. Giờ mới thật sự là hết rồi. Tốt lắm, cô Ninh Nam Vũ rất hài lòng với biểu diễn của các bạn. Trở về đội đi. Vâng. Điên rồi, thực sự là điên rồi. Nhìn gì mà nhìn? À không, nhìn bộ dạng sạch sẽ của hai người thế này là học sinh phải không? Hôm nay dạy cho các người một bài học, cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Chờ lát nữa đừng có mà khóc đó. Yêu rồi, bị nhắm vào rồi. Đừng sợ. Bình tĩnh. Qua được một vòng rồi. Vòng sau chúng ta chỉ cần trực tiếp nhận thua là có thể trở về rồi. Đúng vậy, chỉ cần trực tiếp nhận thua. Vậy thì tổng cộng có 31 người. Chính thức bắt đầu cuộc so tài vòng thứ nhất. Vòng thứ nhất. Đúng nhỉ? Lúc nãy căn bản không tính là so tài, chỉ là vòng hồi sinh của những kẻ thua là họ mà thôi. Vòng hồi sinh mà đã chết nhiều người như vậy rồi, không phải vòng thi chính thức thứ nhất sẽ càng hung hiểm và hung tàn hơn sao? Vòng này chỉ có 20 người lên cấp. Tiến vào trong phòng của cô Linh Năng Vũ. Mọi người cố lên nhé. Nội dung cuộc so tài là câu cá. Câu thứ này sao? Đây không phải là cho cá ăn à? Đây là tùy thuộc vào đôi bên đi săn. Cần câu hợp kim đặc chế này, trọng lượng có thể chịu đựng được là 5 tấn. Dư sức câu được những con cá to bên dưới kia. Quan trọng là phần mồi câu. Lấy máu của các bạn nhỏ vào trong đồ đựng giống như thế này. Những con cá dung nham khổng lồ này là những nhà ẩm thực cao cấp nhất. Chúng nó sẽ chỉ bị loại máu vừa miệng nhất thu hút. Người không bị cắn câu tất nhiên là sẽ bị loại.
Nhưng nếu có cá cắn câu mà các bạn không cách nào kéo nó lên được, vậy thì chỉ có thể trở thành thức ăn của cá mà thôi. Dùng máu của mình làm mồi câu, câu cá dung nham khổng lồ lên. Người không câu được sẽ bị loại. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Loại quái vật này, cậu lên sao? Lặng quá. Cần câu này cũng cỡ 50 cân. Cộng thêm trọng lượng của con cá kia, ít nhất là cũng nặng 150 cân. Mạnh thật. Lại là một tên dùng thuốc đáng sợ, đáng thương. Dùng thuốc, nhóc không biết đáng yêu thật. Bắp thịt phồng lên, ánh mắt đầy tơ máu, đầu óc kích động. Đây chính là biểu hiện của dùng thuốc. Thuốc kích thích, dùng máu của ma cà rồng chế tạo ra có thể tăng cao tiềm năng thể chất của con người trong khoảng thời gian ngắn. Tất nhiên cũng rất nguy hiểm. Người chịu không được tác dụng của thuốc, không chết thì cũng điên. Tên này đúng là chịu hy sinh mà. Dù sao chỉ cần trở thành người thân thuộc, tất cả đều đáng giá. Tôi cũng phải cố gắng đây. Cố lên nhé các em trai. Người có thể qua được vòng thi thứ nhất. Cố lên rồi, mình qua rồi. Không có cá cứu mạng. Chỉ có 20 người. Ai chết, chỉ có thể thử xem sao thôi. Nhỏ máu vào trong vật chứa. Chờ cá cắn câu. Chắc sẽ không phải là không có con cá nào hứng thú với máu của mình đấy chứ. Cắn câu rồi. Cẩn thận. A chiết. Đừng buông tay. Cố giữ. Được mà, không thành vấn đề. Được thôi. Có thể kéo lên. Thành công rồi. Thành công rồi. Tiêu. Tiêu. Dùng sức đi. Cái này. Thế này cũng nhiều quá rồi đó. Giữ. Giữ không nổi nữa, buông tay. Buông tay đi. Dựa vào đâu cơ chứ? Tôi không dễ gì mới câu được. Nếu không nhân lúc này kéo lên thì sẽ không còn khả năng nữa rồi. Căng cơ rồi, đau quá. Hơn nữa tôi, hình như tôi
Thành công rồi. Không hổ là người mà mình coi trọng. Muốn ăn quá đi mất.